Đây nhé cả nhà nhé, Hà vẫn có cái dầu tẩy trang của Sumosu thì nó như thế này nha cả nhà nhá. Cái này nó chỉ cái này dầu tẩy trang này 5 đồng một chai đây, dầu tẩy trang của Sumosu đây nhé cả nhà nhá. Cái này nó là dầu tẩy trang của Sumosu đó. Đó. Cái này nãy giờ là mấy chị em mình chốt nhưng mà Hà chưa có giới thiệu ấy, tại vì mọi người biết Hà có những cái hàng này cho nên là những cái này nó là những cái chai mini á, chai nhỏ đó.